nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung kể về cuộc vượt thoát với Đại Á Châu tự do. Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Tiến Trung đã rời Việt Nam và đến Thái Lan làm thủ tục tị nạn vào tháng 8/2023 sau nhiều lần bị an ninh Việt Nam theo dõi và thậm chí là bắt cóc lên đồn làm việc. Ông Trung cho biết, sáng sớm ngày 18/8/2023, ông đã đi ra khỏi nhà ở Sài Gòn, đi mua đồ ăn sáng thì đã thấy có khoảng 5 nhân viên an ninh mặc thường phục. Họ đã phục kích ở trong quán cà phê ngay đầu ngõ nhà ông. Họ đã ra chặn lại ông và yêu cầu ông lên phường. Ông mới hỏi họ là có giấy mời gì không và họ là ai. Tại sao lại chặn đường ông thì họ cứ nói là ông phải lên phường và không có giấy mời. Họ nói là sau khi ông lên phường xong thì họ sẽ gửi giấy mời về nhà ông, nhưng ông không đồng ý và cho rằng đây là bắt cóc. Sau khi cự cãi một hồi thì họ mới nháy mắt cho khoảng 5 nhân viên an ninh nữa trong quán cà phê. Họ đứng dậy thì ông thấy có tổng cộng khoảng 10 nhân viên an ninh theo dõi, tính bắt ông. Ông Trung chạy ngược về nhà, may mắn là ông chạy về nhà kịp thời và đóng khóa cổng lại. Ngay sau đó, công an xác phục đến nhà ông và đưa ra những giấy mời, yêu cầu ông lên đồn công an phường làm việc ngay trong ngày 18 tháng 8. Tất nhiên là ông Trung không lên. Đêm hôm đó trời mưa không thấy có người canh, cho nên ông Trung đã quyết định rời nhà và tìm đường trốn sang Thái Lan. Ông Trung cho biết, hành trình vượt biên của ông cũng như mọi người khác, phải đi từ Việt Nam qua Campuchia rồi đi qua Thái Lan. Ông không tiện nêu cụ thể con đường, bởi vì đó là phải bảo mật. Khi đến được Thái Lan, ông Trung đã được Đại sứ quán Đức hỗ trợ và cấp visa khẩn cấp để ông có thể đến Đức sớm. Ông đến Đức vào ngày 14/12/2023. Ông Trung cho biết khó khăn nhất trong hành trình vượt biên của ông là lúc ông phải vượt biên từ Việt Nam sang Campuchia. Khi ông bị bắt cóc vào thứ Sáu thì vào thứ Bảy ông đã rời đi. Đến chiều thứ Bảy ông đã đến được tỉnh ở biên giới. Người lái taxi của ông nhận được rất nhiều cuộc gọi từ tổng đài và phía tổng đài cũng đã biết rõ là chiếc taxi đó đang chở ông. Ông biết là đã bị lộ và an ninh đã lần ra được là chiếc taxi nào đang chở ông. Bởi vì tổng đài miêu tả rất rõ đặc điểm của ông, cho nên ông biết rằng mình đã bị lộ. Ông phải từ tỉnh biên giới đó quay ngược lại về Sài Gòn. Cho đến hôm Chủ nhật, ông phải đi qua một con đường khác thì rất may mắn là đã thành công. Lý do bị truy đuổi. Ông Trung cho rằng có nhiều lý do khiến chính quyền Việt Nam quyết liệt truy đuổi ông. Những hoạt động của ông bị chính quyền Việt Nam coi là nguy hiểm bởi vì ông hỗ trợ rất nhiều các tổ chức xã hội dân sự ở trong nước. Ông là một trong những người biết tiếng Anh còn sót lại ở Việt Nam, giúp cho những người tù nhân lương tâm có thể lên tiếng. Chính phủ Việt Nam không muốn các nhà hoạt động dân chủ như ông Trung tập hợp lại và tiếp tục đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam. Ông Trung cho biết ông đã gặp vợ con của mình từ bên Thái Lan. Vợ ông vẫn chưa bị cấm xuất cảnh cho nên vẫn đi được. Ông Trung cho biết ông vẫn rất lo lắng cho những người đồng đội của mình vẫn còn ở trong nước. Ông mong rằng họ vẫn sẽ an toàn và ông hy vọng rằng việc ông rời đi sẽ giúp cho họ an toàn hơn.